Olympic Toán học Quốc tế, viết tắt là IMO, là một kỳ thi toán học cấp quốc tế hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2018 diễn ra tại Rumania đã đánh dấu một mùa bội thu giải thưởng với đội tuyển Việt Nam. Là một trong hai học sinh Hải Phòng góp mặt trong đội tuyển, Trịnh Văn Hoàn xuất sắc giành huy chương bạc của kỳ thi năm nay. Vượt qua hơn 600 thí sinh đến từ các quốc gia khác trên thế giới, xuất sắc giành tấm huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Những ngày qua, Trịnh Văn Hoàn là một trong những cái tên hot nhất cả nước. Tấm huy chương bạc mà Hoàn đạt được không chỉ đánh dấu sự trưởng thành và trải nghiệm của cậu bạn này, mà là vinh quang của cả đất nước Việt Nam, của ngành giáo dục Hải Phòng, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của các em học sinh đất cảng. Bản thân các em cũng sớm là yêu thích môn toán từ khi còn nhỏ và các em cũng khẳng định được mình bằng rất nhiều giải cao trong cái kỳ thi của học sinh giỏi thành phố quốc gia. Và trong suốt quá trình học tập thì các em luôn luôn phấn đấu và thể hiện được mình và cái khả năng toán học, cái tư duy toán học của các em cũng đã ngày càng hoàn thiện. Chăm chỉ, cần mẫn cùng niềm yêu thích môn toán, Hoàn luôn dành thời gian để học tập và ôn luyện kiến thức. Học nhóm cùng bạn bè cũng là một cách giúp cậu bạn này hiểu sâu và nhớ lâu hơn. Hoàn là một người học toán rất là thông minh. Bạn Hoàn thường học vào những cái lúc mà cảm thấy thoải mái nhất và cởi mở nhất, chứ bạn không đặt nặng vấn đề về học toán. Nên là tư duy toán bạn rất là cởi mở và sáng suốt. Trở về nhà sau những ánh hào quang lấp lánh trong những ngày vừa qua, Hoàn vẫn là cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành và luôn tranh thủ giúp mẹ việc nhà. Không giỏi giang trong việc bếp núc, thế nhưng những hành động nhỏ như thế này khiến mẹ càng tự hào hơn. Sau những ngày thi cử với những áp lực và mệt mỏi, Hoàn dành thời gian nhiều hơn để đi ra ngoài, giao lưu và gặp gỡ cùng các bạn. Hoàn là một người bạn rất là hòa đồng với mọi người. Hoàn chỉ là khi đi chơi thì rất là hay ăn mặc rất là kiểu ở nhà ấy, ăn mặc quần đùi, áo mayo không chỉnh chu lắm. Em rất là ngưỡng mộ bạn Hoàn ạ, tại vì em thấy là mặc dù là bạn ấy chịu rất là nhiều áp lực học hành nhưng mà bạn ấy vẫn biết cân bằng trong cuộc sống, ví dụ như là các hoạt động ở trong lớp thì bạn rất là tích cực tham gia hòa đồng với lớp. Em thì em có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt với bạn Hoàn, là ngày xưa khi mà em chỉ được gặp thôi, tức là hồi học lớp 9 với nhau, thì em có nhớ một vụ là thằng Hoàn cãi nhau với một cái thằng nữa mà chúng nó xưng hô rất là buồn cười, chúng nó xưng hô bằng chị với tôi. Thế xong rồi về sau thì lên lớp 11 thì có một cái là em rất là vui, mà bởi vì là hồi đấy là chúng em kết bạn là qua game. Thì cả lớp 11 là cứ hầu như là buổi trưa nào hai đứa cũng đi chơi net. Chúng em không trốn tiết mà gọi là trốn, nhưng mà không phải trốn tiết. Nhưng mà phụ huynh thì cũng không bao giờ bắt. Sở thích của em là học cái gì mình thích. Xem phim, em thích xem phim Hàn Quốc. Hiện tại em đang xem phim Cực Kỳ Cựu. Em thích môn toán tại vì môn toán là môn của tư duy logic. Em thấy khó nhất là môn hóa. Em phải thi 2 ngày. Thì vào mỗi ngày thi là 4 tiếng rưỡi, 3 bài. Thì lúc mà ngày 1 em ngồi thi 2 tiếng rưỡi mà không ra bài nào thì cơ thể làm đấy cũng rất áp lực. Nhưng mà sau đấy thì cũng làm được, cũng ổn. Thì lúc mà sang ngày 2 thì có 3 bài thì có khó từ dễ đến khó thì em cứ làm bài dễ trước. Lo lắng một là vì đây là đầu đi nước ngoài luôn. Thì em không biết là sang đấy mình có khó khăn gì.
và thứ hai là em sẽ được thi với tất cả bạn giỏi nhất từ các nước. Mình cũng gặp áp lực, các bạn nước ngoài rất thân thiện và các bạn cũng hay bắt chuyện với em. Em thấy là môn toán có rất nhiều bảng và không phải là bài nào em thích, và em thấy để có thể duy trì việc học toán thì em sẽ chọn những bài em thích để làm. Thì cứ như thế thì sẽ làm được, sẽ rất làm được rất nhiều và sẽ giỏi. Thời cấp 3 vốn đã là thời của những mộng mơ, những dự định ấp ủ và hoài bão, cùng với tấm huy chương bạc danh giá và bộ sưu tập bằng khen khủng. Thời cấp 3 chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất không thể nào quên đối với Hoàn. Nó sẽ là động lực để cậu bạn này tiếp bước trên con đường dài về sau.